bị luôn. Quá nặng luôn chưa? Nghĩ đâu mà sao kéo lại. Hồi nãy kéo không lên mà. Rồi nó đi luôn. Rồi tiếp tục các bạn cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ chiếc chân ma 82 đang bị lầy mà chiếc máy kéo bây giờ kéo không xong mà các bạn. Tính là chở lúa cái này luôn mà kéo không được, giật nãy giờ muốn lầy luôn mà. Rồi bây giờ anh em tháo ra để chiếc chân ma này vô kéo các bạn. Chung ba chủ luôn nha, hai cây này đang chạy vô các bạn ạ. Quá đất ở đây nó là ngày nó dẻo quá các bạn, giờ này có nước cũng đỡ. Rồi bây giờ máy kéo này chạy ra coi ra nổi không nữa nè. Quá sâu à. Gắn lên tài xế ơi. Đâu ồ. Ủa. Ngập luôn kìa. Rồi không đi luôn. Quá căng luôn chưa. Vậy đó rồi sao kéo đây. Hồi nãy kéo không lên mà. Rồi hết đi luôn. Rồi hết đi luôn. Không chớn giọt thôi. Ừ. Có đi đi đừng có lái. Quá cặn thì chết hết đi luôn. Lúc cái máy cắt vô kéo nó một cái đi. Có tài luôn. Rồi. Hết đi luôn rồi đó. Quá dẻo mà. Đi đó. Ồ, đi đó. Qua. Wow. Rồi. Bảo nguyên một lượng luôn rồi. Vậy đó rồi sao? Rồi lên này, lên này. Hết hồn luôn chưa? Rồi phải máy cắt vô. Nó cắt dây vô đường này luôn hả? Sao tao không cắt cho rộng đi trời. Dạ vô đắp đúng đó nha. Ồ có đường gầy sẵn mà. À chà. Ở dưới đó là chú. Rồi bắt đầu giật nha. Nhá lửa nè các bạn. Hai máy này là giật nhau nhá lửa luôn. Tính cái dân ma hàm nó cũng cao lắm đó nha các bạn. Mà cái hàm nó ngập thứ này là cũng sâu lắm đó, cắm dữ lắm đó. Dân ma này bữa hổm có cái cọng dây xích bự lắm nha các bạn, ở cọng dây luộc. Hôm nay mới ảnh kéo bằng cọng dây xích rồi. Rồi. Dứt. Nhá
gì hả? Rồi nó đúng là gì? Thấy không, có mấy cắt là vô vườn các bạn thấy không? Nó kéo gì mà nặng gì mà kéo không có thế trời. Rồi lên đây các bạn. Đây hiện trường nè. Cũng thiếu tiền chưa? Quá. Rồi quá đó. Đây tới 4 cây nha bạn. Đầu dưới cây 70 đang chạy. Còn bên đây thì một cây 120 rồ đang chạy bên đây. Bên đây cũng đất dẻo mà sạch nữa các bạn. Cây này nãy mới lại một cái. Mới kéo lên đó các bạn. Hôm nay nó lại mấy cái đầu ở dưới đây. Rồi, kéo xong rồi. Đi chạy tiếp. Quá dẻo được chơi. Miếng này mình cũng chạy luôn hay gì? Chạy. Đi vô điện. Rồi chiếc đó giải cứu xong rồi qua bển chạy miếng bển này. Cái đầu đó nó đỡ, nó có nước đó ha. Nó lúng mà nó có nước vậy chứ mình đỡ lắm, không có nước dẻo dữ lắm luôn. Rồi cái này ve ra được luôn nè các bạn. Wow, quá êm à. Hết hồn dẻo à. Rồi, êm. Hai bà rò bên đây nó vượt cái mê luôn. Chạy nghiêng nghiêng nè các bạn thấy không? Rồi bên đây xuất phát. Cầu lúng xuống một lớp luôn không nội. Đất sập mà lúng thứ này nó khó cắt chứ chơi. Hết hồn các bạn ơi, lúng một lớp luôn. Còn chiếc Yamaha bên đây chạy nghiêng chiền luôn nè. Nghiêng có một bên luôn.